Tối qua 27 tháng 10, tập cuối của Hương vị tình thân đã được lên sóng. Phim khép lại với cái kết viên mãn, ngọt ngào, đậm dư vị tình thân đúng như tên gọi khiến khán giả vô cùng thích thú. Nữ chính Phương Oanh và dàn diễn viên đều xúc động khi chia tay Hương vị tình thân. Trên trang cá nhân, Phương Oanh đã đăng tải loạt ảnh về nhân vật nam của mình trong tập cuối. Trong ảnh, nữ diễn viên quay cận cảnh bụng bầu to vượt mặt vì đang mang song thai. Một kết thúc rất trọn vẹn và viên mãn dành cho nam, cô được gia đình nhà chồng yêu thương. Phương Oanh rất vui vì Hương vị tình thân được đông đảo khán giả yêu mến. Người đẹp sinh năm 1989 chia sẻ ảnh bụng bầu kèm theo dòng trạng thái tuy ngắn gọn nhưng có nhiều ý nghĩa, yêu thương, trân trọng, biết ơn và tạm biệt. Bên dưới bình luận, rất nhiều khán giả và sao Việt để lại lời chúc mừng thành công của bộ phim. Họ cũng không quên khen ngợi nhan sắc của Phương Oanh, dù tạo hình thành một bà bầu nhưng vẻ ngoài của cô vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ. Trong đó, dòng bình luận của Quách Thu Phương được khán giả đặc biệt chú ý. Bà Xuân khá quyến luyến khi phải tạm biệt con dâu của mình. Nữ diễn viên viết, cho mẹ yêu nốt ngày hôm nay con dâu và cháu của bà nào. Ngày mai chị mẹ sẽ yêu Phương Oanh theo một cách riêng của chị mẹ nhờ. Bên cạnh đó, dàn diễn viên đều vô cùng xúc động khi chia tay Hương vị tình thân. Họ lần lượt đăng tải lên trang cá nhân những dòng cảm xúc của mình. Ngoài các diễn viên, khán giả cũng khá tiếc nuối khi phải tạm biệt Hương vị tình thân, bởi đây là bộ phim họ đã dành tình yêu thương và theo dõi suốt thời gian qua. Đồng thời, người hâm mộ cũng không quên chúc dàn diễn viên và ekip phim sẽ có nhiều thành công hơn trong tương lai. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.